Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễn phúc. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Một lần nữa xin xin kính chào anh chị em trong hội con đức mẹ Chúa Giêsu. Trong cái lễ chúng ta vinh tâm tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã cứu giúp chúng ta trong suốt một năm vừa qua về những ơn chúng ta nhận được, cũng như những ơn mà có lẽ chúng ta nhận được mà quên đi lời tạ ơn Thiên Chúa qua sự bầu cử của Đức Mẹ. Thì hôm nay chúng ta nhân dịp thánh lễ này, chúng ta cũng hướng lòng về Thiên Chúa Cha của chúng ta và Đức Giêsu Kitô, Đức Cứu Chủ chúng ta, để dâng lên Ngài lời tạ ơn. Thánh lễ này đúng ra là cha trách Gioan một mình, cha bị đau bị ốm cho nên không tham dự được. Thế nhưng mà tôi nghĩ người anh em của chúng tôi đã hết lòng với hội, người anh em của chúng tôi đã lao tâm khổ tứ để mà khai sinh tái lập lại hội đức mẹ của chúng trên các tỉnh miền Bắc này, cũng chỉ vì nhận ra được lòng yêu mến của Đức Mẹ đối với mình. Và lòng yêu mến Đức Mẹ đã thúc đẩy Ngài phải làm một điều gì đấy cho Đức Mẹ, để tôn vinh Mẹ, để quy tụ những người khác chạy đến với Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa và cũng là Mẹ của những người tín hữu. Và để Mẹ chia sẻ cho những ân phúc mà Thiên Chúa đã ân thưởng Mẹ trên đất trời. Chắc có lẽ chúng ta cũng đã nghiệm ra được sự nhiệt tình của cha thánh trách chúng ta. Và giờ đây dù Ngài không hiện diện, nhưng tôi nghĩ trong thánh lễ này, trong cái giờ tĩnh tâm này, Ngài không yên nằm trên giường, lòng trí của Ngài không hướng về cái căn bệnh của mình mà hướng đến hội của chúng ta, những người anh chị em, những người mà Ngài đã gắn bó trong lòng yêu mến tôn vinh Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu. Và bởi vậy cho nên dù không có mặt ở Ngài ở đây, nhưng vì lòng trí của Ngài đã hướng về, cho nên như thể Ngài vẫn có mặt với chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Hôm nay Ngài bệnh, Ngài đau, Ngài không dâng lễ được, chúng ta sẽ hiện dâng thánh lễ và sốt sắng để bù đắp lại cái phần tự nhiên không phải là Ngài thiếu sót, nhưng vì đau ốm không dâng được. Hiệp thông với Ngài trong thánh lễ này là để xin Chúa ban cho Ngài ơn sức mạnh để phần hồn phần xác để tiếp tục hướng dẫn hồn của chúng ta. Trong thế lễ hôm nay nữa, chúng ta cũng quy tụ những người thân yêu của chúng ta đến đây. Chúng ta đến đây một mình. Nếu chỉ nói đến cái nhân danh thì chắc có lẽ chỉ có độ hơn 100 người trong ngôi nhà nguyện này thôi. Nhưng vì chúng ta đến đây với tất cả những cái lòng yêu mến những người thân yêu của chúng ta, những người con, những người thân nhân của chúng ta, cho nên chính họ qua chúng ta cũng hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Và sự truyền thông ơn thánh của Chúa là vậy đấy, chỉ cần một người trong gia đình hiện diện, chỉ cần một người trong giáo xứ hiện diện là ơn thánh Chúa qua con người đó tuôn tràn đến những người khác, thể theo sự cầu bầu, thể theo những nguyện ước, những mong ước mà một người nào đó đại diện đã dâng lên. Và chúng ta đang tham dự vào trong cái chức vụ trung gian của Mẹ Maria, Mẹ phụ giúp chúng ta. Tất cả mọi ơn lành Mẹ ban cho chúng ta suốt một năm qua, đó là Mẹ đã rút tỉa được từ trong cái kho tàng ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Mẹ không để riêng trong mình hưởng dụng. Nếu chúng ta hiểu về một trái tim của một người mẹ, chúng ta sẽ hiểu được dễ dàng tại sao mà Mẹ Maria không bao giờ chê bỏ
những lời cầu xin mà chúng ta dâng lên cho mẹ, dù những lời cầu xin đó nó có éo le, nó có vô lý và nó có buồn cười chỗ nào đi chăng nữa, dù rằng những lời cầu xin của chúng ta xem ra như thể rằng là chỉ có phép lạ của Chúa, mà Chúa thì thiếu gì phép lạ, quyền năng Chúa mà, quyền năng Chúa còn làm được những chuyện cao cả. Như mẹ Maria đã nói đấy, để cho những người con của Chúa hiểu được thế nào là lòng thương xót của Chúa, hiểu được thế nào là một vị Chúa tài có toàn quyền trên trời dưới đất, và để cho mọi người hiểu được thế nào là tình thương của một người, một con người, một vị Chúa đã trở thành người sống giữa loài người này và đã chết giữa loài người này cứu chuộc. Và bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ tôi nên chia sẻ về cái tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria trong thế lễ hôm nay, và nhờ đó mà chúng ta cùng hiện thân và để tạ ơn Thiên Chúa, để chuẩn bị tâm hồn và linh hồn chúng ta trong những ngày sắp tới xứng đáng là những con cái. Cái bức hình Đức Trinh Nữ Maria mẹ Cứu Chúa chắc có lẽ bây giờ chúng ta nhắm mắt lại chúng ta cũng thấy rõ từng nét một, và trong đó trong cái bức hình linh ảnh của mẹ Cứu Chúa đấy, và cũng đã được các đấng suy niệm để viết ra những cái giờ mà chúng ta gọi là tuần chủ nhật ấy, thì có một cái điều rất lạ lùng, mẹ không nhìn Chúa, mẹ không hướng nhìn lên Chúa Cha Thiên Chúa của mẹ, mẹ không hướng nhìn vào trong Chúa con của mẹ và là con của Thiên Chúa, nhưng mẹ nhìn đến chúng ta, mẹ nhìn đến những nỗi khốn khổ của từng người, từng gia đình chúng ta. Mẹ bế Chúa một bên, nhưng mắt mẹ lại nhìn chúng ta trong cái vẻ u hoài, buồn hại, trong cái ánh mắt dịu dàng và đầy lòng xót thương đây. Tại sao lại như thế? Và Chúa Giêsu cũng vậy. Tại sao Chúa Giêsu là đấng luôn hướng lòng về Chúa Cha, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa Cha, luôn thực hiện thánh ý Chúa Cha, mà tại sao lại không ngước mắt lên trời để nhìn Chúa Cha? Và khám phá ra một điều rất là quan trọng, đó là Chúa Cha và Chúa Con là một. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ. Nhưng Ngài lại nhìn vào các cái thập giá. Một cái thập giá kinh khiếp thế nào thì chắc có lẽ phải rớt chết ba nhân, nhìn đến độ mà phải rớt chết. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn nói đấy, sợ hãi đến mức độ mà chạy mất chết này. Phải mất chết ra chúng ta thấy được cái sợ đấy nó là cái gì. Ngài không sợ thánh giá đâu, nhưng Ngài thấy rằng là con cái loài người phải được cứu chuộc bằng một ơn trọng thiêng, mà chính Ngài sẽ phải thực hiện điều đấy. Con cái loài người là chúng ta đây, dạng dột không thể tưởng được, không có một bút mực nào có thể diễn tả được, đã cả nghịch, đã phản nghịch lại với lòng nhân lành của Thiên Chúa, đã chọn tất cả mọi sự không phải là Chúa để tôn thờ, và chính điều đó là một cái thảm họa cho con người. Và Ngài nhìn đến cái sự bi thảm, cái sự bế tắc của con người trong cái dại dột của nó đứng trước một cái án phạt của Thiên Chúa sau này. Vâng, Thiên Chúa có án phạt của Thiên Chúa chứ không phải là không đâu. Sau này trong cái ảnh phán xét chung đây, về cái linh hồn phải hư mất đời đời đấy, mà Ngài sợ đến mức độ mất chết, tuột cả chết. Và chính vì vậy mà chúng ta hướng lòng về cùng với nhau, nhìn lên ánh mắt của mẹ, nhìn lên ánh mắt của một người mẹ. Chắc có lẽ đối với người mẹ, đối với quý bà, quý chị ở đây, chúng ta hiểu thế nào là tâm hồn người mẹ. Bế đứa con ra nhìn nó thích lắm hơn, nhìn mãi được. Đặt đứa con nằm ở trên nôi, trên trống, trên võng thì lại phải lo đi làm công việc khác nữa, nhưng mà lòng vẫn ở bên con, nghe nó oe phát là phóng vô liền, chạy cũng mất dép. Đang nấu cái gì, đang làm cái gì, đang lo cho lợn gà gì đến nó cứ lo ăn uống kia, con oe một cái là vứt luôn tất cả mọi sự để phóng đến với con của mình, để nhìn xem coi con nó có cái nỗi sầu khổ nào để mà trần xuống. Cái tâm tình của người mẹ là vậy này. Cho nên một người mẹ là một người mẹ, chắc có lẽ quý chị quý bà ở đây ai cũng hiểu được,
hiểu được cái tâm hồn của Đức Chúa Trinh Maria. Khi mà Chúa Giêsu đã ban chúng ta là con cái của Mẹ, thì từ lúc đấy tâm hồn của Mẹ hướng đến chúng ta, nhìn đến chúng ta và nhìn đến nỗi khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải tự hào vì Chúa Giêsu đấng thương xót chúng ta vô cùng đã ban chúng ta một người mẹ của Chúa là Đức Chúa Trinh Maria, với tư nghiệp Mẹ hằng cứu giúp. Và cứu giúp thì đương nhiên ở trong đó có ơn, đầy ơn ở trong đấy rồi thì mới có thể cứu giúp được, chứ còn không có gì mà chúng ta có thể cứu giúp được. Niềm tự hào của những người con cái Đức Mẹ là vậy. Tôi có Mẹ hằng cứu giúp, bà có Mẹ hằng cứu giúp, ông có Mẹ hằng cứu giúp, tất cả chúng ta đều là con cái Đức Mẹ hằng cứu giúp. Và nếu trên trần gian này người ta không để ý đến những nỗi khốn khổ của chúng ta, người ta dừng chân với những khốn khổ của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn có một người mẹ, Mẹ của Thiên Chúa. Cho nên đừng ai bị, đừng có ai bế tắc trong nỗi khốn khổ của mình. Ngày hôm nay chúng ta đến đây với tất cả những cái ưu tư trong lòng. Tôi biết anh chị em, quý ông bà, anh chị em trong hội, chúng ta nặng lòng lắm về chồng con, về cháu chắc, về hàng xóm láng giềng, về cuộc sống, về phần linh hồn, về đức tin và về đủ muôn mọi thứ mà sống ở trần gian này chúng ta không thoát ra được, không dẫy được, muốn chạy thoát ra không thoát ra được. Thì ngày hôm nay chúng ta nhìn lên Đức Mẹ cũng chứ chỉ có một lối thoát duy nhất thôi. Trên giáo hội nói Đức Bà là cửa thiên đàng là vậy. Chỉ có một lối thoát duy nhất cho chúng ta ở trần gian này để chúng ta có thể tiến về quê trời, đó là vì chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô là con đường. Và con đường đó có một cánh cửa rất là dịu ngọt, Chúa ban cho chúng ta, ban cho những người con cái của Đức Mẹ, Đức Đấng là cửa thiên đàng. Vậy thì bây giờ, giờ đây chúng ta hiểu với nhau trong tâm tình của những người con hướng lòng về Mẹ, hướng lòng về Mẹ của chúng ta như là một lời tạ ơn. Không có gì vui sướng cho một người mẹ khi mà người mẹ đó tìm mọi cách để gây sự chú ý, để nhắc nhở con cái, để nói với con, mà đột nhiên nó quay mặt mẹ, mặt nó nhìn mẹ thương thích lắm. Và người mẹ nói cái gì đấy nó không hiểu, nó không biết hết. Và dù nó không hiểu thế nào đó, chợt không hiểu làm sao mà nó nhảy nhịp ra, nó cười với mẹ của nó, thích lắm, sướng lắm, hạnh phúc lắm. Hôm qua có một bà bảo chứ con đang tính quay phim livestream con của con, bố anh đàn cho nó nghe, tự nhiên nó cười, con vội vàng lấy máy livestream ngay, livestream khi mà kề sát cái máy vô mặt con nó hết cười. Tiếc quá, con xin lỗi cho mọi người vậy. Một người mẹ chỉ mong muốn đứa con nó cười và khoe tất cả cho bạn nữ của mình biết rằng là tôi có con rồi, và con của tôi ngày hôm nay khỏe mạnh, và hôm nay bố lên đàn cho nó và nó cười, chỉ vậy thôi. Một người mẹ đang trải qua biết bao nhiêu gian đang là khốn khó trong cái phận người, trong cái chọn lựa của mình, người mẹ đang trên mạng này tôi cũng quen đấy, vất vả lắm, khổ sở lắm, nhưng đã hy sinh, đã từ bỏ tất cả mọi sự, hay nó khác đi là đã thấy được cái mục đích của cuộc đời của mình, đó là tình yêu, đó là tình thương trong một gia đình, tình thương mà người mẹ ấy đã dành cho tất cả cho chồng của mình, và bây giờ dành tất cùng với chồng, dành tất cả tình yêu đấy hướng về đứa con, hướng về khen mẹ, muốn làm cho mẹ vui cứ khen con đi, cháu nó khóc quá, thằng cu ghét quá, mẹ nó sướng vô cùng, mẹ nó cho liên tiếp like mà like tim, chứ phải là like ngón tay cho quả tim, thích cái comment của bạn. Đức Maria chúng ta cũng vậy, mẹ chúng ta cũng vậy đấy anh chị. Mẹ nhìn thấy tất cả những nỗi khốn khổ của chúng ta, và nếu có một người nào là con cái của mẹ, dâng lên mẹ lời tạ ơn, tạ ơn mẹ, mẹ đã cứu giúp chúng con trong hoàn cảnh như thế này, mẹ thích lắm, mẹ vui mừng lắm, mẹ hân hoan lắm. Xưa kia mẹ đã có cái niềm hân hoan thiêng liêng là được Thiên Chúa đoái đến, nhìn đến cái phận hèn tơ nữ của mẹ, không đáng là gì, nhưng Thiên Chúa đã chọn mẹ lên một cái chức vị cao cả. Thì giờ đây Đức Giêsu
con của mẹ ban tất cả con cái loài người cho mẹ. Có một người nào đó tôi hướng lòng, hướng mắt lên nhìn mẹ để tạ ơn, để xin ơn, để ngợi khen, để chúc vinh. Mẹ vui lắm, mẹ sướng lắm, mẹ quên hết nỗi khổ sầu, khổ cực mà mẹ đang phải chịu. Con cái loài người, con cái của mẹ, để tập trung vào trong cái lời tạ ơn ấy, để tập trung vào trong cái cử chỉ yêu thương của một người đấy, mà mẹ thấy như là đại diện cho tất cả đoàn con của mẹ dâng lên cho mẹ. Thế anh chị em hiệp thông là vậy, thông công là vậy đấy, cầu nguyện cho nhau là vậy đấy. Cha Doan Lưu Mục Tình ngoài nay không có hiện diện với chúng ta, nhưng nếu tôi nghĩ và Ngài vẫn biết và Ngài vẫn mong chúng ta nhớ đến Ngài, và chúng ta luôn nhớ đến Ngài chứ không phải là quên. Và nếu chúng ta có quên thì vẫn còn có mẹ nhớ đến Ngài. Bất cứ một người con cái của mẹ nhìn lên ánh mắt của mẹ, cầu ý luôn về mẹ, còn con của mẹ yêu thương mẹ và mẹ sẵn lòng cũng giúp mẹ. Chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà của chúng ta. Và chắc có lẽ điều mà chúng ta mang về không phải là ơn ích đâu, bởi vì ơn ích nó là cái chúng ta không giữ được đâu. Mẹ ban cho chúng ta hưởng nhờ những ơn đấy để mà chúng ta làm công việc theo ý của mẹ, theo ý của Chúa. Ngay cả những ơn phần hồn, phần xác chúng ta cũng để cho chúng ta thực hiện thánh ý của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Sự mong muốn của mẹ trong cái hành vi, trong cái thái độ của chúng ta, chứ không phải mang những ơn lành đấy về ta cất và rồi nhà chúng ta từ đấy mà chất ngất những cái ơn lành, ơn phúc của mẹ chúng ta sử dụng để chúng ta xài dần, không phải vậy. Nhưng đến đây chúng ta mang về điều gì thế anh chị em? Chắc có lẽ tôi chỉ bảo anh chị em mang một điều thôi, là được mẹ đói thương nhìn tới trong ngày hôm nay với tất cả những cái khốn khổ của anh chị em, với tất cả những cái bi thảm trong gia đình của anh chị em, khó khăn trong đời sống. Điều gì chúng ta giải quyết được cứ giải quyết đi theo thánh ý Chúa, theo lời Chúa dạy. Và điều gì không giải quyết được dâng lên cho mẹ để mẹ giải quyết, vì mẹ là mẹ hằng cứu giúp. Dâng lên cho Chúa là đấng có quyền năng làm tất cả mọi sự, biến tất cả cái không thể trở thành cái có thể. Vì đối Chúa không gì là không làm được. Anh chị em mang cái điều này về trong gia đình và hướng con cái của mình về điều này. Hãy tin cậy, hãy phó thác vào Chúa và hãy yêu mến mẹ hằng cứu giúp. Cuộc đời có mẹ chẳng còn gì phải sầu não, phải sầu khổ. Cuộc đời của chúng ta dù trong những cái khốn khó, những cái gian lao, hướng lòng về mẹ, nở một nụ cười của sự tin tưởng thôi và thôi, còn mọi sự khác cứ để cho mẹ làm. Kiên trung đến với mẹ trong những giờ thánh, những giờ nguyện, kinh mân côi, những giờ chúng ta cùng nhau làm tuần cửu nhật, là chúng ta quy tụ tất cả những người con cái của mẹ hiệp vào trong một cái giờ kinh mà ta gọi là giờ thánh đây. Và trong cái giờ thánh đấy, mẹ thấy tất cả, mẹ thấy tất cả những nhu cầu của con cái của mẹ, và mẹ sẽ chăm sóc từng người thể theo lòng nhân lành của mẹ, thể theo ơn mẹ cứu giúp cho con người ấy. Thế thì em chắc có lẽ như người mà quốc người ta vẫn nói nước Việt Nam, nước Việt Nam ta giàu lắm, nhưng mà vì chúng ta ngu, chúng ta ngồi trên đống thuốc mà chúng ta không biết lấy sắc uống, để rồi chúng ta phải bỏ tiền ra mua những thứ vớ vẩn gì đấy để uống. Mà những cái thuốc mà người ta bán cho chúng ta cũng rút chích từ những cái thứ mà chúng ta ngồi lên trên đấy, đặt lên trên đấy, đốt luôn đi, không cần nó. Người ta nói chúng ta như thế là cũng đúng. Chúng ta không biết xài, chúng ta là đại gia trên đất, không biết xài tiền, không biết hưởng thụ, không biết kiến tạo ra sự bình an, không biết gìn giữ sự cái hạnh phúc cho bản thân mình, cho riêng mình, để rồi cứ mãi mãi chúng ta cứ loay hoay với những cái gia đình, với những cái khốn khó, để một lúc nào nhận ra được rằng cuộc đời của một người mẹ, có những đứa con hư hỏng,
người mẹ chỉ mong một điều thôi, là một ngày nào đó con cái của mình nó trở về, nó nhìn vào trong mắt của mình và nó nói: mẹ ơi, mong một điều, những đứa con đi học nó trở về, nó quay lại, nó quỳ gối xuống, nó ôm mẹ nó vào lòng. Và lúc đấy nó mới thấy được cái vị trí của nó là con của mẹ. Hôm nay chúng ta đến với Đức Mẹ trong cái tâm tình này, để chúng ta như là đang ở trong cái cung lòng của mẹ ấy, trong một nhà nguyện đây, tượng trưng cho một thánh đây, tượng trưng cho thân thể Chúa Kitô đây, và giữa thân thể đó, cái cung lòng của cái thân thể đó, trong trái tim của thân thể đó là sự hiện diện của chúng ta. Những người con của mẹ có một chỗ đứng trong trái tim của mẹ. Các anh chị em, đấy mới là cái chính yếu, đấy mới là cái cần thiết nhất. Còn những ơn lành hồn xác khác, mẹ sẽ lo cho, không cần gì phải xin, không cần xin lỗi, không cần gì phải băn khoăn là lúc nào con mới nhận được, có nhận được hay không, hay là nhận bằng những ơn nào khác cần thiết hơn nữa chăng, không cần phải xin. Có mẹ là có tất cả mọi sự, như đứa con tin tưởng và tình thương và sự chăm sóc của mẹ nó. Mẹ sẽ tay con đi suốt cuộc đời này, trải qua biết bao nhiêu ngày, mình kệ nó, miễn là con còn biết con còn ở trong tình thương của mẹ, và được mẹ cầm tay con, đưa con đi trên chặng đường mà con sẽ đi, và trên chặng đường đó con biết được có mẹ đồng hành với con, có tình thương của Chúa và mẹ luôn ấp ủ con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Thưa anh chị em, hãy mang cái ánh mắt của mẹ về với gia đình của mẹ của mình. Hãy mang lòng thương xót của mẹ về với gia đình của mình. Hãy sống lòng thương xót đó đối với nhau. Và hãy nhìn nhau bằng ánh mắt của mẹ, chứ đừng nhìn nhau như là trước đây, như là ngày hôm qua. Một cái nhìn cũ kỹ, một cái nhìn bị chi phối bởi tội lỗi, bởi sự hận thù, bởi sự ghen ghét nữa. Hãy thương linh hồn của mình, hãy thương lấy con bản thân của mình. Chúng ta được tạo dựng để hạnh phúc, để được bình an, chúng ta để khốn khổ. Hãy mang tình thương của mẹ về trong gia đình của mẹ của mình. Hãy mang hình ảnh của người mẹ yêu thân thương mà ngày hôm nay chúng ta đến đây để tôn sùng. Mang hình ảnh, mang ánh mắt của mẹ về gia đình mình, mang tình yêu của mẹ về gia đình mình, mang trái tim của mẹ về gia đình của mình. Và mọi sự có mẹ không phải lo nữa, để mẹ lo. Mẹ là mẹ của Thiên Chúa, chứ không phải là những con người lừa bịp. Mẹ không phải là những con người lừa bịp, những con người khác cứ để cho họ lo rồi mất luôn cả tài sản, mất luôn cả tự do, mất luôn cả phẩm giá con người, và mất luôn cả đức công bằng. Mẹ không đối xử với chúng ta như những con người khác, họ đang đối xử với chúng ta cũng chỉ vì họ nhân danh một cái quyền lực của con người và bảo hãy để cho họ lo. Không, chúng ta không để cho họ lo đâu, không dạy trao phó linh hồn của mình cho cái con người ấy, cho chỉ trao phó linh hồn của mình cho Chúa của chúng ta. Và chúng ta chỉ trao phó cuộc đời của chúng ta cho Đức Mẹ, là mẹ của chúng ta, là mẹ của Chúa Kitô mà thôi. Bởi vì mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mẹ là mẹ hằng cứu rỗi. Kính chúc anh quý ông bà anh chị em trong hội chúng ta một năm cũ vừa qua nhận ra được nhiều ân lành của Chúa và Đức Mẹ, và sang năm mới cũng tiếp tục đi trên cái hành trình yêu thương này, để cuộc đời của chúng ta cũng giống như mẹ cất lên một bài ca: linh hồn chúng tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí của hội chúng tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, vì Chúa đấng cứu chuộc chúng tôi. Chúng tôi phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng được Chúa đoái thương nhìn tới, nhưng được ánh mắt từ ái của mẹ Maria hằng